Manchester United họp bàn phạt Ronaldo. Lãnh đạo Manchester United họp cùng huấn luyện viên Eric Ten Hag hôm nay 14 tháng 11 và có thể phạt tiền Cristiano Ronaldo tới hơn 1 triệu đô la Mỹ. Giám đốc điều hành Richard Arnold, giám đốc bóng đá John Murtough, huấn luyện viên Ten Hag và đồng sở hữu đội bóng Joey Glazer dự họp. Nội dung cuộc họp xoay quanh những phát biểu của Cristiano Ronaldo trong phỏng vấn với MCPS Mọc Găng ngày 13 tháng 11 trong đó, siêu sao Bồ Đào Nha cho rằng anh không tôn trọng Ten Hag và bị Manchester United phản bội. Manchester United vẫn chưa thông báo gì về phát biểu của Ronaldo và Telegraph cho rằng họ không muốn chiến thắng trước Fulham tối ngày 13 tháng 11 bị mờ nhạt trước sự việc. Tờ báo này dẫn nguồn từ phòng thay đồ rằng các cầu thủ cũng không muốn bị sao nhãn bởi chuyện hậu trường. Họ cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc Ronaldo ra đi, và trong trường hợp đó, sẽ không ai cảm thấy tiếc nuối. Mức phạt cao nhất theo quy định nội bộ Manchester United là hai tuần lương, tương đương khoảng 1,2 triệu đô la Mỹ với Ronaldo. Đội bóng có thể không công bố mức phạt, nhưng tiền đạo 37 tuổi từng bị cho là nộp phạt số tiền tương tự khi từ chối vào sân và bỏ về sớm ở trận thắng Tottenham ngày 19 tháng 10. Truyền thông Anh còn đánh giá Ten Hag đã giải quyết những rắc rối của Ronaldo một cách hợp lý kể từ đầu mùa. Họ dự đoán CR7 sẽ không chơi thêm trận nào nữa cho Manchester United, nhưng chưa rõ Manchester United có thanh lý anh hay không. Bản thân Ronaldo được cho là cũng hiểu rõ anh sẽ không chơi thêm trận nào cho Manchester United, sau bài phỏng vấn ngày 13 tháng 11. Sau hơn 4 tuần nghỉ World Cup, Manchester United sẽ trở lại với trận gặp Burnley dự kiến ngày 22 tháng 12. Họ còn sẽ thêm hai trận nữa với Nottingham Forest rồi Wolves trước khi kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2023 mở cửa. Ronaldo có quyền tự do đàm phán tìm đội bóng mới khi đó, bởi hợp đồng của anh sẽ hết hạn cuối tháng 6 năm 2023. Ronaldo mới đá 94 trên 10 trận ở ngoại hạng Anh mùa này. Ghi một bàn và nhận hai thẻ vàng. Anh đã muốn rời Manchester United hè 2022 để gia nhập một câu lạc bộ Champions League, nhưng các đội bóng lớn như Chelsea, Bayern hay Real Madrid đã từ chối tuyển mộ tiền đạo 37 tuổi.